dân ta phải biết sử ra, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam tuyệt đối không bao giờ được quên lịch sử Việt Nam mình. Trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc, có những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm ra sức luyện rèn, các tay súng giữ vững bình yên trên từng tấc đất quê hương. Đó chính là chúng tôi, người chiến sĩ sư đoàn 330. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi nhìn lại những trang lịch sử hào hùng mà thế hệ cha anh đi trước đã viết nên từ những hy sinh, gian khó của sư đoàn anh hùng. Sư đoàn 330, quân khu 9, được thành lập ngày 21 tháng 9 năm 1976 tại Cổ Loa, xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long, nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ban chỉ huy sư đoàn ngày đầu thành lập gồm các đồng chí, sư đoàn trưởng là đồng chí Nguyễn Đệ, chính ủy là đồng chí Huỳnh Xuân Quang, tham mưu trưởng là đồng chí Trương Minh Thông. Các đơn vị trong đội hình của sư đoàn đều có bề dày truyền thống trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Từ tháng 4 năm 1977 đến tháng 12 năm 1978, sư đoàn đã cùng với các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu chính gián cho tập đoàn phản động Pol Pot and Seri những đòn trừng trị đích đáng. Đặc biệt, bằng trận đánh hiệp đồng quân binh chủng, phối hợp với các đơn vị bạn, sư đoàn đã làm nên chiến thắng núi Phú Cường vào ngày 19 tháng 1 năm 1978 vang dội, mãi mãi là bản hùng ca đi vào truyền thống lịch sử vẻ vang của sư đoàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn lại bước vào thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân nước bạn. Kề vai, sát cánh cùng các lực lượng cách mạng Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng và xây dựng chế độ mới. Sư đoàn đã liên tục chiến đấu, đánh hàng nghìn trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu trên 28.000 tên địch, bắn cháy và phá hủy hơn 60 xe tăng, xe bọc thép, thu 33 máy bay, hơn 18.000 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật quân sự khác. Sau hơn 10 năm chiến đấu giúp bạn đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào, sư đoàn đã rút quân về nước trong tình cảm lưu luyến của nhân dân Campuchia. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 1979 và nhiều huân, huy chương cao quý khác, 24 tập thể và 37 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn qua các thời kỳ được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước Việt Nam và nước bạn Campuchia tặng thưởng huân, huy chương các hạng. Nhiều tập thể của sư đoàn được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 3 lần như Trung đoàn 1, Trung đoàn 20, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3. Ngày 21 tháng 9 năm 2016 nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, sư đoàn vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đã có 41 cán bộ trưởng thành từ sư đoàn được phong quân hàm cấp tướng, trong đó một đồng chí đại tướng, 3 đồng chí thượng tướng, 9 đồng chí trung tướng và 28 đồng chí thiếu tướng. Trải qua những năm tháng chiến đấu và xây dựng đơn vị, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống 23 chữ vàng, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, tiến công nhanh, đột phá mạnh, ra quân là chiến thắng, đánh là dứt điểm. Từ năm 1989, sư đoàn rút quân về nước và đóng quân trên địa bàn tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động giúp nhân dân phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Ban chỉ huy sư đoàn hiện nay gồm các đồng chí, sư đoàn trưởng, thượng tá Nguyễn Thành Quân, chính ủy sư đoàn, đại tá Lê Công Hạnh, phó sư đoàn trưởng tham mưu trưởng, trung tá Lý Khải Điền, phó chính ủy, thượng tá Nguyễn Minh Châu, phó sư đoàn trưởng, đại tá Phan Minh Hưng, phó sư đoàn trưởng, thượng tá Trần Thanh Điền. Vinh dự được trở thành một đơn vị của sư đoàn 330 từ tháng 10 năm 1976.
Tiểu đoàn súng máy phòng không 12Li-7 chúng tôi đã viết tiếp truyền thống hào hùng của đơn vị từ ngày đầu thành lập. Tiểu đoàn súng máy phòng không 12Li-7 được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 1965 tại xóm Thành, huyện Tích Lương, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn trước năm 1975, tiểu đoàn có nhiệm vụ chính trị chủ yếu là đánh trả những đợt đánh phá bằng không quân của địch, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hành quân vào miền Nam cùng cách mạng cả nước thực hiện tiến công cho tới đại thắng mùa xuân năm 1975. Từ tháng 12 năm 1965, đơn vị đổi tên từ Tiểu đoàn 317 thành Tiểu đoàn 7 thuộc Bộ Quốc phòng. Tháng 8 năm 1969, đơn vị đổi tên thành Tiểu đoàn 6 thuộc Đoàn 77 miền Tây. Ngày 31 tháng 12 năm 1973, đơn vị vinh dự được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 10 năm 1976, tiểu đoàn được đổi tên thành Tiểu đoàn 12 và được điều về Trung đoàn 4 pháo binh, Sư đoàn 330. Từ tháng 9 năm 1989 đến nay, đơn vị trở thành đơn vị trực thuộc Sư đoàn 330, đóng quân tại Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ sở chỉ huy sư đoàn, các mục tiêu như kho đạn, đội hình của các đơn vị trong sư đoàn, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Năm 1992, đơn vị chuyển từ đơn vị pháo phòng không 37 ly sang đơn vị súng máy phòng không 12 ly 7, mang tên tiểu đoàn 16 súng máy phòng không 12,7 ly. Năm 2021, đơn vị đổi phiên hiệu từ tiểu đoàn 16 súng máy phòng không 12,7 ly sang đơn vị tiểu đoàn súng máy phòng không 12 ly 7. Cùng với sự chuyển biến chung trong toàn sư đoàn, tiểu đoàn súng máy phòng không 12 ly 7 đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Trong huấn luyện, năm 1999, đơn vị đạt giải 3 phòng không lục quân do cấp trên tổ chức kiểm tra. Năm 2001, đơn vị đạt giải nhất hội thao súng máy phòng không 12 ly 7 khu vực phía Nam và nhiều bằng khen, giấy khen do quân khu, sư đoàn và địa phương tặng. Trong 3 năm, năm 2016, năm 2018, năm 2020, đơn vị đạt giải 3 hội thao súng máy phòng không 12 ly 7 khu vực phía Nam. Trong 5 năm, năm 2015, năm 2016, năm 2017, năm 2019, năm 2020, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng. Trải qua thời gian xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn súng máy phòng không 12 ly 7 đã viết nên truyền thống quý báu, trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, với khẩu hiệu nhắm thẳng quân thù mà bắn. Thế hệ chúng tôi hôm nay vinh dự được là một phần của sư đoàn 330 anh hùng, mà cụ thể là được làm người chiến sĩ tại tiểu đoàn súng máy phòng không 12Li-7. Những trang vàng lịch sử của đơn vị đó là tài sản tinh thần vô cùng quý giá mà mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ mãi mãi trân trọng, gìn giữ và phát huy. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Với niềm tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi giữ vững quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, xung kích đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, nêu cao tinh thần nghị lực của tuổi trẻ không ngại khó, ngại khổ. Với chúng tôi huấn luyện phải giỏi, rèn luyện phải nghiêm. Tuổi trẻ là khoảng thời gian để chúng tôi rèn luyện, trưởng thành. Và chắc rằng không một môi trường nào, một nơi nào rèn luyện người thanh niên toàn diện mọi mặt như môi trường quân đội. Chúng tôi tin, chúng tôi làm. Tự hào người chiến sĩ sư đoàn 330. Rừng sâu theo cha anh năm xưa bước chân chiến sĩ hát tiếng bài ca quân hành đêm băng rừng dù gian lao hiểm nguy không sợ đoàn quân đi dưới bóng cờ bác chào năm nào qua sông sâu núi cao âm vang lời bác khắc ghi trong tim mình chung tay ta gìn giữ tất đất quê hương ta người trong bóng núi chiều biên giới nhớ nghiêng bước chân chúng tôi chung chung đoàn quân đi
sắc nắng dần dài đường ta đi theo bước chân Bác Hồ. Ta xuống Tây đắp xây nêu cao truyền thống vinh quang sư đoàn 330 nguyện giữ biên cương Tây Nam. Ta làm theo gương Bác vươn dương chiếu sáng soi bước chân chúng tôi chung chung mở quân đi mơ trong sắc nắng dần dài đường ta đi theo bước chân Bác Hồ.